Cái điều đó là, theo quan điểm của tôi sẽ là một cái điều tiêu cực đối với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Sau đó chúng ta cũng phải hết sức lưu ý và theo dõi cái yếu tố này. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần của Mỹ cũng đã giảm xuống mức 385.000 đơn. Trong điều kiện hoàn cảnh thị trường và nền kinh tế ổn định thì thông thường cái mức này nó sẽ là mức khoảng tầm 150.000 đơn. Như vậy các anh chị cũng có thể thấy rằng là cái nền kinh tế nó đang dần dần quay trở lại mức bình thường. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy trên vô tuyến ấy, thì chúng ta cũng thấy rất là rõ đó là sau khi Mỹ tiêm vaccine rất mạnh thì các quốc gia khác cũng dần dần đã đạt được yếu tố này, và do đó chúng tôi cho rằng là trong cái thời gian tới thì các nền kinh tế này sẽ phục hồi rất là mạnh mẽ với cái trạng thái về về lãi suất rất là thấp như hiện nay. Về kinh tế Việt Nam thì trong tuần qua thì về chúng ta cũng có một số cái thông tin đáng lưu ý. Thứ nhất là tình hình dịch bệnh, thì chúng tôi đánh giá tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng khá là nghiêm trọng và sẽ kéo dài. Như vậy chúng ta thấy rằng là với cái chủng virus mới này thì cái biện pháp có thể nói là truyền thống của Việt Nam trong rất thành công trong năm ngoái, theo quan điểm của tôi là bây giờ nó đã giảm đi đáng kể. Rất khó để chúng ta có thể trở lại trạng thái bình thường trong khoảng tầm một vài tuần tới. Có chăng thì chính phủ vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách này và vẫn phải căng mình ra để chống dịch thôi. Nhưng mà nhìn chung thì các cái chính sách mà gọi là phong tỏa khắc nghiệt như là 3 tuần của tháng 4 năm 2020 thì theo quan điểm của chúng tôi là sẽ không xảy ra nữa. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng đã có một số tự tin nhất định về việc chúng ta đã có vaccine rồi. Do đó thì Thủ tướng cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng đến khoảng đầu sang năm hoặc là cuối năm nay thì Việt Nam cũng đã sẽ cơ bản được như các cái quốc gia phát triển, là chúng ta đã đạt được khoảng tầm 70% dân số tiêm vaccine. Thì về mặt tổng thể thì chúng ta không quá lo ngại vấn đề về dịch bệnh, bởi vì chúng ta phải nhìn vào tương lai, đó là quan điểm về đầu tư. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 5 đã tăng 6,9% so với cùng kỳ. Đây là một cái con số mà tương đối gây bất ngờ. Các anh chị có thể thấy rằng là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong suốt những cái tháng trước đây đều tăng ở cái ngưỡng rất là cao. Cụ thể như năm 2020 là tăng 34%, và năm 2021 những tháng đầu năm là tăng trung bình khoảng trên 14%. Nhưng mà đến tháng 5 thì cái mức độ này nó bị giảm. Yếu tố này nó thể hiện được hai yếu tố. Thứ nhất là bản thân chính phủ cũng nhận định được rằng là nền kinh tế đã phục hồi rồi, do đó thì cái thúc đẩy về giải ngân vốn đầu tư công đã, nó đã chậm lại. Yếu tố thứ hai đã liên quan đến yếu tố theo đánh giá của tôi là yếu tố giá thép. Với việc giá thép tăng trưởng rất là mạnh thì các cái dự án hạ tầng, các cái dự án xây dựng là nó cũng đã tương đối là bị đình trệ. Đó là cái điểm mà các anh chị hết sức lưu ý. Do đó thì theo quan điểm của tôi, giá thép hiện nay đã là đỉnh và chúng ta vẫn cần phải lưu ý cái điểm này. Trong cái thời gian tới khi mà cái tiêu thụ thép nó bắt đầu giảm dần thì đến lúc đó thì các cái nhà máy thép người ta sẽ phải giảm giá thép thôi. Tôi nhấn mạnh lại là rằng là theo nghiên cứu của chúng tôi thì Việt Nam không thiếu thép. Cái công suất của chúng ta tương đối tốt, chỉ có điều chủ yếu là giá quặng sắt có thể ở mức độ cao thì có thể giá thép neo cao, nhưng dần dần nếu khi giá quặng sắt đi xuống thì giá thép sẽ phải là đi xuống. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước. Nói chung CPI vẫn được kiểm soát khá là tốt, tuy nhiên trong những tháng cuối năm tôi cho rằng sẽ là tăng lên. Với những yếu tố như vậy thì chúng tôi cũng nhận định rằng là cái mặt bằng lãi suất nó đã tăng lên. Thực ra mặt bằng lãi suất huy động đã bắt đầu xu hướng nhúc nhích tăng lên rồi ở một số ngân hàng cỡ trung và cỡ nhỏ, bởi vì hiện nay họ muốn tăng trưởng tín dụng rất là mạnh trong khi huy động tăng trưởng khá là thấp. Trong 3 tháng đầu năm thì huy động ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng có 0,5%, thì các anh chị thấy rằng là dòng tiền nó chảy khá nhiều vào cái kênh đầu tư tài sản như chứng khoán, bất động sản. Thì đó là cái điểm mà tôi lưu ý các anh chị. Xin hết, mời các anh chị khác. Vâng, sau đây thì một chiến lược thị trường về thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam trong cái tuần vừa qua. Thì như các anh chị nhìn thấy ở trên bản ở đây rất rõ, đó là thị trường chứng khoán toàn cầu gần như là phần lớn đi lên trong cái tuần vừa qua ở các chỉ số chính. Và một số chỉ số vẫn tiếp tục chốt tuần ở mức kỷ lục khi nhà đầu tư vẫn đang tạm thời gạt đi những nỗi lo về lạm phát. Và chỉ số của Mỹ là S&P 500 và Dow Jones trong tuần vừa qua vẫn duy trì cái xu hướng tăng nhẹ, và nhưng Dow Jones thì điều chỉnh nhẹ một chút. Còn ở khu vực châu Âu thì các chỉ số đều có xu hướng tăng trung bình trên 1%. Và nhìn chung trong tuần này thì các chỉ số đều duy trì tăng nhẹ và vẫn đang ở nằm trong các cái vùng tiệm cận của đỉnh cao lịch sử. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là trong tuần này, đó là kỳ họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ và diễn ra vào 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 6.
và theo đó thì chúng tôi cho rằng là Fed đang được kỳ vọng sẽ giữ nguyên chính sách hiện tại và chưa thay đổi, và với cái áp lực lạm phát hiện tại mặc dù cao nhưng mà chúng tôi cho rằng là có thể Fed sẽ tạm thời chấp nhận một cái giai đoạn mà lạm phát cao khi mà do cái ảnh hưởng từ sự phục hồi của nền kinh tế rất là nhanh chóng sau cái thời kỳ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, và thứ hai là do khan hiếm nguồn cung do đứt gãy các cái chuỗi cung ứng, và chính vì vậy nên là với thị trường lao động vẫn đang trong cái quá trình phục hồi thì khả năng Fed sẽ tiếp tục theo dõi những cái chỉ số liên quan đến lạm phát và có thể chấp nhận lạm phát cao trong thời gian ngắn, và họ sẽ tiếp tục quan sát tiếp đến thời điểm cuối năm nay. Chính vì vậy nên chúng tôi kỳ vọng rằng là trong kỳ họp ngày 15-16 tới thì sẽ chưa có gì thay đổi về mặt chính sách của Fed. Tuy nhiên nó sẽ ngụ ý rằng là nếu lạm phát có thể sẽ tăng mạnh tiếp thì các ngân hàng trung ương khác họ có thể sẽ giảm bớt cái chính sách và cái xu hướng nâng lãi suất nó sẽ nhiều hơn. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là đồ thị của chỉ số S&P 500 tiếp tục thiết lập những cái vùng đỉnh cao mới trong một tuần vừa qua bởi sự hỗ trợ của chính sách siêu nới lỏng, và sau cái đợt suy giảm rất là mạnh vào tháng 3 năm 2020 thì gần như là chỉ số S&P 500 tiếp tục trong cái xu hướng vượt lên, và đến thời điểm hiện tại thì đã tăng gần như 150% so với cái vùng đáy của chân sóng 2016 đến thời điểm hiện tại, và xu hướng là chỉ số sẽ vẫn đang tiếp tục đi lên, và cái yếu tố đi lên của chỉ số vẫn đang được hỗ trợ rất là mạnh bởi cái sự hỗ trợ của các ngân hàng trung ương, trong đó có cái đến về mặt cung tiền thì chúng ta nhìn thấy ở đây thấy rất rõ đó là tổng tài sản của các ngân hàng trung ương như Fed hay là ECB vẫn đang tiếp tục tăng rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua, và trong tuần qua thì tổng tài sản của Fed đã lên mức 7.936 tỷ USD và tiếp tục tăng so với tuần trước đó, và tăng khoảng 8% so với thời điểm đầu năm 2021. Và bảng cân đối thứ hai là bảng cân đối của ECB, thì chúng ta nhìn thấy cái đường màu vàng ở đây, bảng cân đối của ECB và Fed đều đang tiếp tục trong xu hướng đi lên, và cái quá trình hỗ trợ thanh khoản vẫn đang được tiếp diễn. Chính vì vậy khi mà các ngân hàng trung ương lớn như Fed hoặc là ECB họ vẫn chưa thay đổi chính sách thì điều đó có nghĩa là cái dòng tiền hỗ trợ cho thị trường chứng khoán ngắn hạn vẫn đang tương đối tích cực, và xu hướng tìm đỉnh mới của các nhóm chỉ số vẫn đang ở mức cao. Về các cái nhóm chỉ số thì chúng ta thấy rằng là từ đầu năm đến nay thì các nhóm chỉ số đều trong cái xu hướng phục hồi và tăng trưởng rất là tốt, và phần lớn các chỉ số đang tiếp cận cái vùng đỉnh cao mới, ví dụ như là chỉ số DAX và CAC, DAX của Đức và CAC của Pháp. Trong khi đó thì chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua mặc dù có điều chỉnh nhưng chỉ số VN-Index vẫn là một trong những chỉ số mà nằm trong top các thị trường có mức tăng giá tốt nhất kể từ đầu năm. Chúng ta nhìn thấy chúng tôi đã so sánh chỉ số VN-Index với các chỉ số lớn trên thế giới tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, thì đến thời điểm hiện tại là VN-Index có mức performance là gần như là cao nhất trong nhóm chỉ số mà chúng tôi đang thống kê, và đây là một trong những tín hiệu tích cực mà chúng tôi kỳ vọng rằng là với mức performance tốt đến thời điểm hiện tại thì khả năng sẽ thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài và quay trở lại Việt Nam trong thời điểm sắp tới. Và nhìn trên đồ thị thì chúng ta thấy là đây là đồ thị theo tháng của chỉ số VN-Index, thì chúng ta thấy là trong cái tuần vừa qua như chúng tôi đã nhấn mạnh đó là sau khi một cái nhịp tăng rất là mạnh kể từ đáy thì chỉ số VN-Index đã tiệm cận lại cái đường kháng cự của các đường trend line kẻ qua các đỉnh từ giai đoạn 2001 đến cái vùng đỉnh năm 2017, 2018, và đến cái tuần vừa qua là cái tuần mà chúng ta thấy là chỉ số VN-Index đã chạm cái vùng kháng cự này và đã có ít nhiều rung lắc xung quanh cái ngưỡng của cái đường trend line đối các quan các điểm đỉnh này. Tuy nhiên thì nhìn chỉ số RSI thì cũng đã chớm vào cái vùng quá mua một chút, đó là vùng mới ở mức 73 điểm. Điều đó có nghĩa là đã vào cái vùng quá mua, tuy nhiên là chưa tăng nóng. Và rõ ràng với cái điều kiện thanh khoản như hiện tại, chúng tôi cho rằng là rất có thể chỉ số VN-Index vẫn có thể tiếp tục tăng tiếp và tăng vượt qua cái vùng này cho đến khi mà xuất hiện cái vùng tăng nóng như đã từng diễn ra năm giai đoạn 2006, 2007 hay là cái vùng tăng nóng giai đoạn 2017, 2018, lúc đấy chúng ta mới đáng lo ngại. Còn RSI bây giờ mới bắt đầu chớm vào vùng quá mua nên là cái dư địa tăng thì nó vẫn còn. Về thanh khoản thì dòng tiền tiếp tục vào tạo một cái kỷ lục mới, và với cái lực mua mạnh trong tuần vừa qua thì cái giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HNX đạt trên hơn 25.000 tỷ, thì cũng chúng tôi tính riêng khớp lệnh, và đây cũng là cái tuần năm liên tiếp thanh khoản của thị trường trên ngưỡng 20.000 tỷ.
và tính theo giá trị trung bình toàn thị trường theo tháng. Thì trong tháng 6 thì chúng ta thấy là thanh khoản của toàn thị trường đã lên mức 33.300 tỷ, và riêng thanh khoản tháng này thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản tiếp tục duy trì tăng ở mức rất cao và đang vẫn ở trong cái giai đoạn là tìm các vùng đỉnh thanh khoản mới. Và chính vì vậy nên là đây là một trong những yếu tố tích cực về mặt dòng tiền hỗ trợ cho thị trường trong các nhịp điều chỉnh gần như không giảm sâu. Chúng ta nhìn thấy đây là cái vùng thanh khoản theo tháng mà tính đến tháng 6 lũy kế từ đầu tháng đến nay, chúng ta thấy là trung bình của thị trường đang ở mức 33.300 tỷ, rất cao, và đây là mức cao nhất trong lịch sử giao dịch của thị trường chứng khoán. Và chúng tôi cho rằng là cái con số này có thể sẽ tiếp tục duy trì và cái đà tăng về thanh khoản chưa dừng lại. Về cơ cấu thay đổi của các nhóm index trong tuần thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, khi mà chỉ số lớn điều chỉnh, các cái nhóm chỉ số khác điều chỉnh theo, trong đó chỉ số VN30 điều chỉnh nhẹ khoảng 1%, riêng MIG kép thì điều chỉnh khoảng 2,3% do các áp lực chốt lời, và trong đó các chỉ số liên quan đến Diamond, Phoenix và Kingsley cũng điều chỉnh từ 2-3%. Và dòng tiền thì có tín hiệu là quay đi trở lại cái nhóm MIG kép, khi mà dòng tiền vào MIG kép trong tuần vừa qua là tăng hơn 1% so với tuần trước, và dòng tiền cũng có áp lực chốt lời nhẹ ở nhóm VN30, giảm nhẹ ở nhóm VN30 và nhóm Small kép, và quay trở lại MIG kép. Nên là đây là một tín hiệu mà chúng tôi thấy rằng là dòng tiền có tín hiệu là luân chuyển và chốt lời nhóm blue chip và chuyển sang nhóm mid cap, chứ vẫn chưa có cái diễn biến nào ảnh hưởng cả. Và trong 4 tuần gần đây thì các nhóm cổ phiếu tích cực dẫn dắt thị trường, chúng tôi tính lũy kế 4 tuần liên tiếp là nhóm chứng khoán, cao su, tự nhiên, thủy sản, logistics, xây dựng và vật liệu xây dựng, ô tô phụ tùng và nhóm ngân hàng là những nhóm mà có performance tốt nhất trong vòng 4 tuần gần đây, và đặc biệt là nhóm chứng khoán và cao su tự nhiên. Nhóm thủy sản chúng ta thấy rằng bắt đầu có tín hiệu bứt phá trong 1-2 tuần gần đây. Đây là một trong những tín hiệu mà chúng ta cũng cần rất chú ý khi mà cái hoạt động xuất khẩu của nhóm thủy sản đang tăng trưởng rất là tốt. Và riêng trong tuần vừa qua thì các nhóm cổ phiếu có mức tăng trung bình mạnh nhất thuộc về là cao su tự nhiên, dịch vụ, logistics, thủy sản và bảo hiểm, những nhóm các dòng tiền bắt đầu phân bổ vào. Thông thường mà trên những nhóm này thì bổ vào mid cap, nên là đây là những nhóm mà chúng ta có thể tiếp tục quan tâm chú ý trong tuần này. Về cơ cấu dòng tiền theo tuần thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngân hàng vẫn là nhóm chủ đạo, chiếm hơn 43% tổng thanh khoản dòng tiền vào thị trường. Tiếp đó là nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng 2%, chứng khoán thì chiếm 11,9%, và có hai nhóm còn lại là bất động sản và dầu khí 3%, và dầu khí là 6,1%. Rõ ràng là đây là 5 nhóm mà dòng tiền thị trường tham gia vào nhiều nhất: ngân hàng, xây dựng, vật liệu xây dựng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí. Và nếu chúng ta đầu tư vào lên 5 cái nhóm này thì khả năng perform của danh mục nó sẽ không được tích cực so với mặt bằng chung của thị trường. Và về cơ cấu dòng tiền theo nhóm nhà đầu tư thì chúng tôi thấy rằng là trong tuần vừa qua thì nhà đầu tư cá nhân trong nước đã giảm mua dòng một chút, tức là họ vẫn mua dòng nhưng mà luôn mua dòng thấp hơn so với tuần trước. Cái lượng mua dòng vẫn dương khoảng 1.000 tỷ, trong khi tuần trước là họ mua dòng 6.200 tỷ, cái tuần mà kéo chỉ số VN-Index tăng rất là mạnh lên trên 1.300 điểm, 1.372,3 điểm. Và riêng nhóm tổ chức trong nước thì vẫn đang có định hướng là giao dịch dòng dương khá tốt, duy trì từ 5-6.000 tỷ. Nhóm tự doanh thì bán nhẹ trong cái tuần vừa qua, còn riêng nhóm nhà đầu tư nước ngoài thì họ cũng đã giảm bán so với tuần trước, nhưng mà bán dòng thì quanh ngưỡng 1.000 tỷ thôi. Đây là một trong những tín hiệu tương đối tích cực khi mà nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước và nhóm tổ chức trong nước vẫn đang là duy trì cái vị thế là mua dòng và hỗ trợ cho cái thanh khoản thị trường vẫn đang duy trì mức rất là tốt trong thời gian gần đây. Và theo cơ cấu giao dịch dòng của nhóm nhà đầu tư theo nhóm ngành ngân hàng ấy, thì trong tuần vừa qua là như dự báo của chúng tôi, đó là nhà đầu tư cá nhân trong nước đã chốt lời cái nhóm ngành ngân hàng khi mà họ đã bán dòng khoảng 514 tỷ, đây là giá trị bán dòng nét. Tuy nhiên thì nhóm tổ chức trong nước thì vẫn đang duy trì mua dòng với nhóm ngân hàng cái tuần năm liên tiếp như chúng tôi thống kê ở đây. Nhóm tự doanh thì cũng giao dịch dòng với nhóm ngân hàng là 103 tỷ. Riêng nhóm nhà đầu tư nước ngoài sau 4 tuần bán dòng liên tiếp, nhóm ngân hàng thì bắt đầu quay trở lại mua dòng hơn 400 tỷ trong tuần vừa qua. Nên rõ ràng là nhà đầu tư cá nhân bán dòng chốt lời nhóm ngân hàng, thì tổ chức trong nước và quỹ tự doanh cũng như nhóm nhà đầu tư nước ngoài họ lại bắt đầu mua dòng trở lại. Còn riêng đối với cơ cấu giao dịch dòng của nhóm nhà đầu tư đối với nhóm ngành vật liệu xây dựng thì chúng ta thấy rằng là nhóm vật liệu xây dựng vẫn là nhóm mà rất hút tiền
nhà đầu tư cá nhân trong nước, và họ mua dòng 3.200 tỷ trong tuần trước, thì đến tuần này họ tiếp tục mua dòng 914 tỷ. Tổ chức trong nước cũng tiếp tục duy trì mua dòng đối với nhóm nhà về xây dựng, cả nhóm tự doanh. Tuy nhiên được nhóm nước ngoài thì vẫn đang bán dòng để nhóm điểm xây dựng này, và tuần này họ bán dòng giảm hơn một chút, bán hơn 1.200 tỷ. Và đầu bảng vẫn là những nhóm cổ phiếu lớn như kiểu Hòa Phát vẫn đang bị bán dòng. Còn đối với cơ cấu giao dịch dòng của nhóm ngành bất động sản ấy, thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư cá nhân trong nước trong tuần vừa qua lại quay lại mua dòng nhóm bất động sản, nhưng mà giá trị giao dịch dòng của nhóm này lên đến hơn 1.000 tỷ, cao nhất trong vòng khoảng 5 tuần trở lại đây. Nhóm tổ chức trong nước thì vẫn giao dịch dòng đối với nhóm này, nhưng tự doanh thì chốt lời nhẹ nhóm bất động sản, và giao dịch của nhóm nhà đầu tư nước ngoài thì lại bán dòng mạnh nhóm bất động sản. Là nhà đầu tư nước ngoài bán dòng mạnh thì nhà đầu tư cá nhân trong nước thì lại nhảy và mua, nên là nó cũng là một trong yếu tố cân lại cái áp lực bán dòng tuần vừa qua. Còn riêng đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp tăng của các công ty chứng khoán rất là mạnh mẽ trong tuần trước, thì đến tuần vừa qua thì nhà đầu tư cá nhân trong nước đã chốt lời nhóm ngành chứng khoán với giá trị bán dòng là hơn 536 tỷ. Tuy nhiên thì tổ chức trong nước họ vẫn giao dịch dòng, mua dòng đối với nhóm này. Nhóm tự doanh thì gần như là không giao dịch đối với nhóm chứng khoán nhiều. Còn đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài thì trong tuần vừa qua, nhóm nước ngoài thì bắt đầu là quay trở lại mua dòng nhóm chứng khoán mạnh hơn so với những tuần trước, với giá trị dòng là hơn 300 tỷ. Đây là một tín hiệu chúng ta rất đáng chú ý, và rất có thể là nhà đầu tư cá nhân trong nước sau một cái áp lực chốt lời dòng đối với nhóm chứng khoán thì có thể sẽ sớm quay trở lại, bởi vì với thanh khoản cao hơn thời điểm hiện tại, đây vẫn là cái nhóm mà đang được hưởng lợi khi mà thanh khoản thị trường đang duy trì mức cao. Còn đối với diễn biến dòng của nhà đầu tư nước ngoài trong tuần vừa qua thì họ vẫn bán dòng từ tuần thứ 6 liên tiếp, nhưng mà giá trị bán dòng bắt đầu giảm dần, chỉ còn khoảng 789 tỷ, thấp hơn rất là nhiều so với tuần trước. Bán dòng thông qua khớp lệnh chỉ đạt 955 tỷ. Và chúng ta nhìn thấy là bắt đầu họ xuất hiện những cái phiên mua dòng và hai cái phiên cuối tuần vừa qua. Và kể từ đầu năm đến nay, khối ngoại vẫn duy trì bán dòng rất là mạnh trên HNX với giá trị bán là hơn 30.900 tỷ đồng. Và riêng thông qua khớp lệnh thì họ đã bán 41.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn trong thời gian vừa qua. Rất là may là chúng ta thấy là nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước họ đã mua gần lại cái áp lực bán dòng này. Và trong tuần vừa qua thì dòng vốn của đầu tư quốc tế có xu hướng mua dòng trở lại ở một số thị trường, ví dụ như là Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan và Thái Lan. Và riêng Việt Nam thì cũng chịu áp lực bán dòng nhẹ một chút, không ảnh hưởng nhiều. Và cái áp lực bán dòng nhẹ này cũng duy trì ở nhóm cổ phiếu liên quan đến ETF. Thì trong tuần vừa qua, các quỹ ETF bị rút khoảng 5,7 triệu đô, và tập trung ở quỹ Fubon bị rút khoảng 3,7 triệu đô. Và kể từ đầu năm đến nay thì dòng vốn vẫn vào Việt Nam vẫn là dương 127,8 triệu đô, và tập trung ở những quỹ ví dụ như là Fubon, Diamond ETF và VNM ETF, và bị rút nhiều quỹ là VM1F, VN30 và quỹ Kim Index. Và về mức PE và PB của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng tôi có một cái đồ thị so sánh ở đây, thì mình thấy rất rõ đó là đối với thời điểm hiện tại thì mức PE của Việt Nam là ở mức 18,5 lần, còn mức PE forward chỉ mới ở mức 6.3 lần mà thôi. Thì với hai vùng PE này thì gần như là vẫn thấp hơn so với cái vùng đỉnh của giai đoạn là đỉnh 2018, tức là mặc dù thị trường đang mức lên mức cái đỉnh cao mới là hơn 1.300 điểm, nhưng mức PE và PE forward thì vẫn đang thấp hơn rất là nhiều so với cái vùng đỉnh của giai đoạn 2018 đang ở mức khoảng 21.4 lần. Chính vì vậy nên là cái dư địa mà tăng thì vẫn còn, và rõ ràng là đối với cái mức PE hiện tại và cái mức tốc độ tăng trưởng phục hồi của lợi nhuận doanh nghiệp thì chúng tôi cho rằng là cái mức PE hiện tại mặc dù nó chưa quá đắt đỏ nhưng mà vẫn còn ở mức hợp lý. Và chính vì vậy nên là cái thời điểm hiện tại thì mức PE này nó chưa cho thấy cái mức độ nóng của thị trường, và do đó thì thị trường vẫn có thể còn dư địa để tiếp tục duy trì xu hướng tăng tiếp. Và chúng ta nhìn thấy các cái vùng đỉnh PE của thị trường ví dụ năm 2009 ở mức khoảng gần 25 lần, vùng đỉnh của 2018 ở mức khoảng 21.5 lần. Thì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là chỉ số PE, cả PE forward và PE thì đều chưa chạm lại cái vùng đỉnh của hai giai đoạn này. Chính vì vậy nên là cái dư địa tăng vẫn còn và thị trường vẫn đang ở vùng đỉnh giá tương đối hợp lý. Và ngay cả ở mức PGB thì rõ ràng ở mức PGB hiện tại và PGB forward thì đang ở mức khoảng 2,6 đến 2,7 lần. Và đến mức PB thì cũng chưa chạm được vào cái vùng đỉnh PB của giai đoạn
2018 và nhất là giai đoạn 2009, mà cả PB và PE thì đều cho thấy là đã phục hồi nhưng mà chưa tăng nóng. Chính vậy nên chúng ta vẫn còn dư địa để cho thị trường tiếp tục tăng, mặc dù cái điểm số thì đã vượt qua cái vùng đỉnh lịch sử rất là lâu rồi. Và về nhìn đồ thị thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VN Index vẫn đang nằm trong cái sóng năm của sóng Elliott, mặc dù chúng ta thấy là thời điểm mà chúng tôi vẫn duy trì cái tín hiệu là thị trường đang trong sóng năm và rung lắc có thể có, nhưng mà chưa xuất hiện cái nhịp nào để bẻ gãy cái trend này cả. Sóng năm vẫn chưa kết thúc, chính vì vậy chúng tôi vẫn cho rằng là sóng năm của sóng Elliott thì VN Index vẫn đang trong một cái kênh tăng và trong cái xu hướng đi lên. Và trong cái xu hướng này thì khi mà chỉ số chạm những cái vùng kháng cự trên của đường trend line của một cái kênh tăng, thì khi mà chạm lên vượt qua những cái đường trend line này thì thông thường có những cái tín hiệu điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Chúng ta thấy rằng là sau những cái giai đoạn tăng nóng liên tiếp của 4 đến 5 tuần thì điều chỉnh cũng là điều bình thường. Và rất may là trong cái tuần vừa qua khi mà thị trường điều chỉnh thì chỉ số đã chạm đường EMA 20 ngày ở ngưỡng 1.315 điểm và đã nhanh chóng phục hồi trở lại. Và chúng tôi cho rằng là hai cái ngưỡng EMA hiện tại là EMA 20 và EMA 50 đang đóng góp là cái vai trò rất lớn ở cái vai trò là cái vùng hỗ trợ mạnh. Và sau cái nhịp điều chỉnh này thì khả năng thị trường sẽ có một cái nhịp đi ngang tích lũy và trong cái xu hướng vẫn tiếp tục sideways đi lên, với cái vùng mục tiêu sắp tới của chúng ta là có thể là ở vùng 1.411 điểm, tương ứng Fibonacci 138.2% và ngưỡng thứ hai là 1.476 điểm, tương ứng ngưỡng Fibonacci là 150%. Và chúng tôi cho rằng là hoàn toàn thị trường có thể tiếp tục sideways đi lên và chạm những cái vùng kháng cự cao này với sự hỗ trợ rất là mạnh của dòng tiền. Và nhìn ở đồ thị tuần thì chúng ta thấy rằng ở đồ thị này, với cái đồ thị này thì chúng ta nhìn thấy ở dưới có hai cái chỉ số dưới, đó là cái phần trăm cổ phiếu với RSI lớn hơn 70 thì nó chưa nhiều, tức là đa phần cổ phiếu chỉ có 9% cổ phiếu trong cái rổ VN Index mà có RSI lớn hơn 70 mà thôi, tức là cái mức nóng thị trường nó còn chưa quá nóng. Chúng ta nhớ lại vùng đỉnh điều chỉnh của thị trường vào thời điểm tháng 1 tháng 2 năm 2021 thì đến mức mà 50% cái cổ phiếu có RSI lớn hơn 70 thì lúc đấy thị trường điều chỉnh rất là mạnh. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là cái nhóm cổ phiếu mà có RSI lớn hơn 70 chỉ có 9% thôi. Và điểm thứ hai đó là phần trăm cổ phiếu mà nằm trên đường EMA 20 ngày đã tăng lên từ mức 30% trong những tuần trước đó, bây giờ đến mức 70%, tức là mức lan tỏa của thị trường đang tiếp tục diễn ra, dòng vốn xoay vòng và thị trường bắt đầu lan tỏa, nên là rất nhiều cổ phiếu đã có đáy kỹ thuật và đã, trong cái thời gian vừa qua đã phục hồi vượt qua cái vùng EMA 20 ngày và đang phục hồi đi lên. Và chính vì vậy nên là đến thời điểm hiện tại đã có 70% cổ phiếu đã vượt qua đường EMA 20 ngày, vượt qua các vùng điều chỉnh và phục hồi đi lên. Điều đó cho thấy là cái sự lan tỏa của thị trường đang tiếp tục diễn ra, dòng tiền có thể chốt lời một số cái cổ phiếu blue chip đang nóng và bắt đầu lan tỏa sang mid cap và high yield. Chính vì vậy là diễn biến chung thì chúng tôi vẫn đánh giá là tương đối tích cực. Và đều về đầu tư tuần thì chúng ta thấy rằng là chạm trend line thì có tín hiệu điều chỉnh nhẹ, nhưng mà cái ngưỡng hỗ trợ ở đây là Fibonacci 123.6% ở vùng 1331 đang đóng lên vai trò rất quan trọng trong cái ngưỡng hỗ trợ thời điểm hiện tại. Và đồ thị này thì cũng có đường EMA 20 ngày, chính vì vậy nên là có thể sẽ tạo một cái mặt bằng xung quanh cái vùng 1330 đến 1350, và sau khi mà tạo mặt bằng tích lũy tốt thì có thể sẽ tiếp tục phục hồi trong cái giai đoạn sideways đi lên và xu hướng tăng thì ngắn hạn chúng tôi cho rằng là vẫn chưa dừng lại. Và chính vì vậy nên là đối với kịch bản chiến lược đầu tư trong tuần này thì chúng ta có thể cơ cấu một phần danh mục cho các cái nhóm cổ phiếu có tín hiệu dòng tiền lan tỏa tốt như là dầu khí, thủy sản, logistics, dệt may, và trong đó có thể tiếp tục nắm giữ và chờ đợi cơ hội ở cái nhóm cổ phiếu chủ chốt, ví dụ như là ngân hàng, chứng khoán và thép. Và trong những cái phiên cuối tuần vừa qua thì nhóm ngân hàng bắt đầu có tín hiệu bứt phá trở lại, và ngay cả ngân hàng, chứng khoán và thép cũng vậy. Chính vì vậy nên là chúng tôi cho rằng cái sự lan tỏa này có thể sẽ tiếp tục duy trì và tích cực đối với cái xu hướng dòng tiền trong thời điểm hiện tại, và nhất là trong tuần này thì chúng ta có những cái sự kiện ví dụ như họp Fed và đáo hạn phái sinh, cũng như là chờ cái phiên giao dịch của các quỹ ETF tái cơ cấu. Chính vì vậy nên là trong giai đoạn này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái danh mục tốt để có thể nắm giữ để vượt qua những cái giai đoạn về mặt thông tin như tái cơ cấu ETF và đáo hạn phái sinh trong tuần này. Riêng đối với thị trường chứng khoán phái sinh thì sau những cái nhịp rung lắc mạnh của thị trường cơ sở thì phái sinh tiếp tục có tín hiệu là điều chỉnh và phục hồi trở lại vào những cái phiên cuối tuần, và
Hết tuần vừa qua thì phái sinh đã có tín hiệu điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên là thanh khoản của thị trường phái sinh đã tăng 40% so với tuần trước. Điều đó cho thấy là nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng là thị trường chứng khoán phái sinh vẫn đang trong cái nhịp điều chỉnh xong và tiếp tục đi lên. Nó thể hiện ở cái đồ thị của chúng tôi, 2 giờ chúng tôi cấp ở đây thì chúng ta thấy rằng điều chỉnh xong là thị trường chứng khoán phái sinh bắt đầu phục hồi và đi lên rất là mạnh mẽ. Và với cường độ giao dịch trên đến thời điểm hiện tại thì khả năng thị trường cơ sở và phái sinh sẽ tiếp tục trong xu hướng tăng, và cái tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang tương đối lạc quan, và thị trường phái sinh cũng trở lại cái kỳ vọng cao hơn khi basis chuyển từ trạng thái là âm sang dương, và rõ ràng thị trường đang ở mức tương đối là khỏe. Các nguồn rung lắc chỉ là cái bẫy đối với những nhà giao dịch đang theo trường phái sọt mà thôi. Và chúng tôi cho rằng là trong cái tuần này thì chiến lược vẫn là long trước sọt sau, cùng cái vùng hỗ trợ như là có thể xem xét là 1484, 1488 và các vùng cản phía trước là 1497, 1503, 1513 và 1521. Và chiến lược thì vẫn là tìm những cái điểm thấp cho phiên là long và chờ những cái điểm cao, kháng cự cao hẳn, ví dụ như là 1509, 1513 và thậm chí là 1521. Chỉ các chỉ số có tín hiệu suy yếu thì chúng ta mà có thể xem xét sọt, nhưng mà có thể sẽ cover luôn trong phiên để đảm bảo là không bị ảnh hưởng khi mà thị trường có những cái nhịp bất ngờ tăng nóng. Còn đối với danh mục tuần này thì chúng tôi xin update lại một số những cổ phiếu mà chúng tôi đã tư vấn trong thời gian vừa qua. Thứ nhất đó là đối với MBB thì rõ ràng trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã khuyến nghị là có thể xem xét bán đối với MBB quanh cái vùng 41-42. Thì sau khi mà chạm đúng cái vùng hỗ trợ kháng cự kỹ thuật này thì MBB đã điều chỉnh theo cái nhóm ngân hàng đúng như cái nhận định của chúng tôi trong tuần trước. Và nếu quý vị đã bán và quay trở lại mua ở cái vùng là 37-375 thì rõ ràng là chúng ta đang có một cái vị thế rất tốt khi mà trading được ở trong giai đoạn này. Và chúng tôi cho rằng cái vùng mua của MBB vẫn nằm ở vùng 365 đến vùng 385, và vùng bán tiếp theo của MBB là vùng 43 đến vùng 47. Và thị trường vẫn đang ở một trong cái xu hướng tăng dài hạn, và nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm hút tiền. Chính vì vậy nên là MBB chỉ ở giai đoạn là chốt lời ngắn hạn, và tôi cho rằng là sau cái vùng điều chỉnh này có thể tiếp tục nắm giữ với MBB và chờ đợi vùng bán ở vùng từ 43 đến vùng 47. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Tiên Phong Bank. Trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã khuyến nghị chốt lời đối với Tiên Phong Bank xoay quanh cái vùng 37-38. Thì đúng trong thời gian vừa qua thì trong cái tuần vừa qua Tiên Phong Bank cũng đã xuất hiện cái nhịp chốt và điều chỉnh, và đến thời điểm này thì chúng ta có thể xem xét là mua lại đối với Tiên Phong Bank quanh vùng hỗ trợ từ 35 đến vùng 36. Và đối với Tiên Phong Bank thì đang nằm trong một cái uptrend cũng tương đối mạnh cùng với nhóm ngân hàng, để chúng tôi kỳ vọng bán Tiên Phong Bank vùng 43 đến vùng 45. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành chứng khoán đó là MBS. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành chứng khoán là MBS thì trong tuần vừa qua, thời gian vừa qua thì MBS đã lên cái mức sát cái vùng 32-32.5 và bắt điều chỉnh trở lại cùng những áp lực chốt lời của nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán. Tuy nhiên thì điểm nhấn là chúng ta thấy ở trên đồ thị ở đây thấy rất rõ đó là sau khi 3 phiên điều chỉnh thì giá đã chạm về cái vùng hỗ trợ xoay quanh cái ngưỡng 259-26. Đây cũng là cái chân cái đường hỗ trợ của đường trendline kéo từ đầu năm 2021 đến nay, cái tăng rất là mạnh, và sau cái nhịp tăng bứt phá thì cái nhịp chốt lời diễn ra là hoàn bình thường. Và đến thời điểm hiện tại thì giá của MBS đã tích lũy rất là tốt xoay quanh ngưỡng 26 đến vùng 27. Và trong tuần vừa qua thì kết thúc tuần giá MBS đã phục hồi lên đến vùng 28. Nên chúng tôi cho rằng là với tín hiệu chốt lời đã diễn ra và tín hiệu là tái cân bằng quanh cái vùng 26 đến vùng 28, chúng tôi cho rằng đây có thể tiếp tục vẫn là cái vùng mua của chúng ta cho cái nhịp tăng tiếp theo của nhóm ngành chứng khoán và ngân hàng. Và vùng mua đối với MBS trong tuần này chúng ta có thể xem xét mua tích lũy quanh vùng 26-28 và kỳ vọng vùng bán ở vùng kháng cự tiếp theo từ vùng 35 đến vùng 38. Và đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán năm nay thì đã được điều chỉnh rất là mạnh mẽ nhờ cái sau cái nhịp tăng vốn, các công ty chứng khoán sẽ có nhiều nguồn lực hơn để cho vay, và điểm thứ hai là thanh khoản của thị trường thì vẫn đang ở mức đạt mức kỷ lục mới, và chính vì đây là một trong những yếu tố rất là tích cực đối với nhóm ngành chứng khoán nói chung và những công ty chứng khoán nằm trong top nói riêng. Và MBS thì chúng tôi cũng cho rằng là có thể đạt cái vùng cao hợp lý từ cái vùng 35 đến vùng 38 trong năm nay.
Cổ phiếu tiếp theo là Hòa Phát. Thì Hòa Phát cũng là cổ phiếu mà chúng tôi rất yêu thích trong năm nay, khi mà giá thép vẫn đang ở mức cao, nhất là giá thép thế giới, và cái sự đứt gãy cái chuỗi cung ứng thép và nguyên liệu là quặng sắt thì đã làm cho giá thép thế giới sẽ duy trì rất là cao. Và với cái áp lực chốt lời của Hòa Phát trong thời gian trong cái tuần vừa qua, thì Hòa Phát đã tạo một cái vùng đáy kỹ thuật và tích lũy rất là tốt xoay quanh cái vùng 50-51, và chúng tôi cho rằng đây vẫn là cái vùng mua đối với Hòa Phát. Sau khi điều chỉnh, chúng ta có thể mua từ vùng 50 đến vùng 53 trong tuần này, và kỳ vọng vùng bán là vùng 60 đến vùng 65, khi mà giá Hòa Phát vẫn đang nằm trong một cái trend tăng rất là mạnh. Các nhịp điều chỉnh nó vẫn đang chỉ là tạm thời mà thôi, và chúng ta có thể xem mua tích lũy qua các vùng điều chỉnh và kỳ vọng bán được khi mà giá cổ phiếu quật đỉnh lên vùng 60 đến vùng 65. Cổ phiếu tiếp theo là ga. Thì ga rồi chúng tôi đã khuyến nghị xoay quanh cái vùng là 80-81 trong những tuần trước, thì sau khi mà giá của ga tăng lên cái vùng sát cái vùng giá 92, tức là cái đường trung bình của đường trend line ở giữa đây, thì đã có tín hiệu là điều chỉnh kỹ thuật. Và sau khi cái điều chỉnh kỹ thuật diễn ra trong cái tuần vừa qua diễn ra xong, thì giá của ga bắt đầu có tín hiệu là tích lũy ổn định và phục hồi trở lại với vùng giá 87. Chúng tôi cho rằng là sau những cái điều chỉnh này, khả năng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên, có thể sẽ chúng ta sẽ xem mua ở vùng từ 85 đến vùng 87 đối với ga, và kỳ vọng bán ở vùng 98 đến 104. Và một điểm nhấn ở đây là cả giá dầu Brent và giá dầu WTI thì đều đã vượt vùng 70 rồi, và theo nhận định của Goldman Sachs thì trong điểm cuối mùa hè này thì giá dầu thì sẽ chạm lại cái vùng kháng cự ở vùng 80. Chính vì vậy những cái nhóm cổ phiếu trong nhóm dầu khí và khai thác dầu khí như ga thì sẽ tiếp tục là nhóm cổ phiếu mà chúng ta quan tâm, nhất là đây là cổ phiếu vốn hóa lớn mà có thể hút được dòng tiền rất là lớn. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm dầu khí mà chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến nghị mua đó là BSR. Thì BSR cũng là một cổ phiếu mà tăng rất là tốt cùng với đà tăng của giá dầu trong thời gian vừa qua, khi mà tăng từ mức giá khoảng 16 và lên cái vùng cao nhất vừa qua là mức giá 20.3, và đến thời điểm hiện tại thì BSR đã có nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi mà cái áp lực chốt lời diễn ra trong cái tuần điều chỉnh vừa qua. Nhưng có điểm nhấn rất quan trọng đó là giá của BSR đang tích lũy rất là tốt và xoay quanh cái ngưỡng 18-19, và cái ngưỡng 18 có vẻ là ngưỡng đáy kỹ thuật trong thời gian gần đây, và giá của BSR vẫn đang nằm một trong những trend tăng tương đối tích cực và xu hướng tăng dài hạn đang được thiết lập. Và với giá dầu đang tăng rất là tốt vượt trên 70 đô một thùng, thì chúng ta có thể xem xét tiếp tục mua đối với cả BSR ở vùng 17.8 đến vùng 18.8, và kỳ vọng vùng bán ở vùng 22 đến vùng 24. Và báo cáo BSR thì chúng tôi cũng đã ra và khuyến nghị các anh chị từ trước rồi, các anh chị có thể tham khảo thêm báo cáo. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm bất động sản khu công nghiệp đó là cổ phiếu Tín Nghĩa TIP, thì chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua đối với TIP khi mà TIP đã tiếp tục test cái vùng đáy kỹ thuật thành công và đang trong cái vùng giá phục hồi. Và trong tuần vừa qua thì giá cổ phiếu đã test lại cái vùng 395 đến vùng 40 thành công và phục hồi trở lại ở vùng 42.9, và chúng tôi cho rằng là có thể tiếp tục xem xét mua ở cái vùng 39.5 đến vùng 42, và kỳ vọng bán từ giá cổ phiếu phục hồi ở vùng 46 đến vùng 50. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành xây lắp cũng là TV2. Thì TV2 là chúng tôi đã khuyến nghị mua trong tuần trước xoay quanh cái ngưỡng 51-52, thì đóng cửa tuần vừa rồi thì giá TV2 đã tăng lên cái vùng giá 55, tức là tăng tương đối tích cực trong một cái mặt bằng thị trường điều chỉnh trong tuần trước. Và chúng tôi cho rằng là tiếp tục nắm giữ đối với TV2 đối với nhà đầu tư đã mua rồi, hoặc là có thể xem xét mua trong cái khoảng giá từ 52 đến 54, và chúng tôi kỳ vọng rằng là có thể đã sẽ chốt lời ở từ vùng 60 đến vùng 64. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành dệt may đó là TNG. TNG cũng là cái cổ phiếu mà chúng tôi đã khuyến nghị mua trong tuần trước ở vùng quanh 21-28, xoay quanh ngưỡng 22. Thì chốt tuần vừa qua thì TNG mặc dù có điều chỉnh với thị trường nhưng đóng cửa tuần vẫn đang tăng ở mức là 24, tức là tiếp tục tăng hơn 2.000 so với vùng giá khuyến nghị của tuần trước. Và chúng tôi cho rằng là có thể tiếp tục nắm giữ đối với TNG đối với nhóm dệt may, khi mà những công ty liên quan đến xuất khẩu dệt may thủy sản đang phục hồi đang rất là tốt, và các đơn hàng đang gia tăng, làm cho giúp cho lợi nhuận của các công ty này đang phục hồi rất là tích cực, và có thể xem xét cùng mua từ 22 đến vùng 23, và chúng tôi kỳ vọng là cùng chốt lời được với TNG từ vùng 26 đến vùng 28. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành thủy sản đó là ANV. Thì trong 5 tháng đầu năm thì chúng ta thấy rằng là xuất khẩu thủy sản sang Mỹ và một số thị trường châu Âu đang tăng rất là mạnh,
và sản lượng thủy sản đang tăng trong tháng 5 cũng đang tăng mạnh so với tháng 4. Và chính vì vậy nên là chúng tôi kỳ vọng rằng là nhóm ngành thủy sản, nhất là nhóm cá tra, cá ba sa sẽ được hưởng lợi. Và chính vì vậy nên là chúng tôi kiến nghị tiếp tục chủ đầu tư xem xét mua và nắm giữ đối với AMV. Vùng giá hiện tại vùng 29-250 của chúng ta có thể xem xét mua ở cái vùng giá tích lũy từ vùng 27 đến vùng 29. Khi mà giá cổ phiếu đang có thể chạm cái đường trên la trên và điều chỉnh tích lũy quanh vùng này, và có thể kỳ vọng vùng bán từ vùng 35 đến vùng 40 đối với AMV trong ngắn hạn. Cổ phiếu cuối cùng trong nhóm bảo hiểm là BVH, thì chúng tôi nhận thấy rằng là trong cái tuần vừa qua thì dòng tiền bắt đầu quay trở lại nhóm bảo hiểm của một số công ty lớn, ví dụ như PVI, bảo hiểm quân đội, MIC, BVH. Thì chúng tôi chọn BVH là một trong những cổ phiếu mà có vốn hóa lớn, và nhất là trong cái giai đoạn vừa qua đã cách đáy thành công của cái vùng 51-52 và đang trong cái xu hướng là hồi từ đáy đi lên, đáy kỹ thuật ấy, và vẫn đang nằm trong một cái trend đang dài kể từ tháng 5 năm 2020. Và chính vì vậy chúng ta có thể xem xét mua đối với bảo Việt ở vùng 55 đến vùng 57 và kỳ vọng vùng bán ở vùng 63 đến vùng 68. Và nhất là bảo Việt mà là một cái nhóm cổ phiếu blue chip mà trong suốt thời gian qua vẫn đang tích lũy và chưa tăng mạnh, và chúng ta có thể kỳ vọng là những giai đoạn này thì những cái cổ phiếu blue chip cũ, ví dụ như là Ga, bảo Việt sẽ là một trong những trụ hỗ trợ cho sự phục hồi của thị trường của nhiều ngân hàng trên các thị trường. Xin cảm ơn Hoàng Sơn ạ. Như vậy tôi xin tóm tắt lại là trong tuần trước chúng ta đã kiến nghị nhà đầu tư chốt lời mạng nhóm ngành ngân hàng, và sau đó Hoàng Sơn cũng đã tư vấn chúng ta chuyển sang một nhóm ngành mà có thể là đang tích lũy và tốt hơn, nhưng là nhóm ngành về là tôi nhớ là nhóm ngành bất động sản này, thứ hai nhóm ngành dầu khí này. Thì trong tuần này thì ngoài nhóm ngành bất động sản, dầu khí, thì anh Hoàng Sơn cũng tiếp tục tư vấn một số nhóm ngành mới như là kiểu ngành bảo hiểm. Tuy là tuần trước đã tư vấn rồi, nhưng chung một số ngành cổ phiếu trong những ngành mà chưa được tăng trưởng mạnh thì sẽ là cái trụ mới. Tôi thấy Hoàng Sơn kết luận một câu đó là những cái cổ phiếu trụ ở những ngành mà chưa tăng mạnh thì có thể sẽ là cái trụ mới, nhà đầu tư sẽ chuyển bớt cái dòng tiền vào những cái nhóm cổ phiếu mới này. Trong khi nhóm cổ phiếu cũ của chúng ta như nhóm ngân hàng, nhóm vật liệu xây dựng, chính là chúng ta thiên về nhiều hơn là nắm giữ và tiền về chất lời thay vì là mua mới ạ. Thì ngày hôm nay có thêm ý kiến của Cổ Tự Do thì xin mời chị Xuân sẽ có một số thông tin về Cổ Tự Do để anh chị môi giới nắm được.